đó, và củ sâm nó không phải là quá là lớn, quá là béo đó. Như sâm Hàn Quốc thì cái củ nó tròn, nhưng cái hàng sâm trường bạch này này, hàng sâm mầm này, này là nó cũng thiếu ăn, thì nó phải ra rất là nhiều rễ, nó chia rất là nhiều đầu nhánh mầm ra để nó đi tìm ăn. Nên là xin chào tất cả các bác chị. Thì hôm nay là ngày 17 tháng 9 năm 2023. Hôm nay thì là ngày chủ nhật. Thì em lại về tiếp tục một chuyến sâm mầm. Chuyến này thì nó có một cái chút gì đấy nó nhỉnh hơn ngày hôm qua ở một chỗ, đó là củ sâm nó đều nhau, to đều hơn, và rễ thì nó vẫn như thế thôi. Và hàng này thì nó rất là tươi và mới, và đặc biệt là nó đã rụng gần như là hết những cái thân đi rồi nhá. Mọi người có thể quan sát trên tay em đây. Đấy, nó đã rụng hết những cái thân đi rồi. Đó, củ sâm thì rất là già và trắng. Đó, đây, cứng, rất là cứng nhá. Đây, em dùng tay em bóp. Đấy, có những cái mầm là còn lại thì có thể vặt là bỏ đi luôn. Đấy, như cái này thì vứt bỏ đi luôn. Và nó không bị thối, nó khô nhá, nó khô cái phần này lại. Và mọi người nhìn này, cái phần đấy nó rất là trắng. Củ sâm này cái da trắng mà nếu lên bình thì nó rất là thơm. Vì cái sâm mùa này này là cái sinh lý cây là bắt đầu là nó dồn hết dinh dưỡng vào củ rồi. Thì cái chất lượng của củ sâm mùa này là nó là đảm bảo nhất trong với tất cả các mùa. Nó so với cả mùa đầu xuân mà nó chưa lên mầm, cái mầm vẫn đang ngủ đông ấy, thì nó tương đương nhau. Và cái phần mùa đông ấy thì là chất lượng sâm nó là ổn định nhất. Đó, đây mọi người nhìn quan sát tay em ấn. Đó, em gân cả tay nên không ấn được. Đó, củ sâm rất là cứng. Và hàng này thì thật sự là mọi người là không xích sát, không bất cứ, không có một cái gì gọi là nó xấu hay lem nhem bẩn nhá. Củ cũng không bị gãy. Đấy, trong quá trình vận chuyển sâm về rất là đẹp. Đó, rễ sâm rất là nhiều. Và tơ dễ lên bình, cái loại này thì thật sự là nó rất là đẹp. Và giá cái loại này này thì nó vẫn vậy thôi, vẫn là 850-950, to hơn thì là 1 triệu. Đó, to hơn 1 triệu thì đó là cái hàng rất là phải chọn. 1 triệu hơn 1 triệu đó là hàng chọn, hàng chọn hàng có hẳn ra rồi. Còn đâu ấy nó cứ 850 là bốc xô luôn, là mọi người cứ thế này là bốc, em bốc cho mọi người luôn. Đó, cái loạt hàng này này thì em cũng mới chỉ đào cách đây về nhà là khoảng sau 3 ngày. Cái chuyến hôm qua thì là đào trước và chuyến hôm nay thì là đào sau, và chạy liên tục luôn. Và đợt này em sẽ là hàng sẽ đi liên tục ở trên đường, chứ không có hàng cũ, hàng để trong kho. Bởi vì là em bán rất là nhiều cái lô này. Đó, đây này, phía bên này của em đã lọc ra để làm gì, để xem là có củ thối hay không. Còn phía bên này thì là chưa lọc hết, nhưng mà mọi người nhìn này, hàng chưa lọc mà nó vẫn cứ tươi và đẹp mới như thế này luôn. Đó, hàng này thì nói thật sự là rất là đảm bảo. Và bên em ấy thì vẫn luôn hỗ trợ mọi người với vấn đề đó là rửa sạch, hút chân không, tẩm rượu. Về nhà mọi người chỉ việc đổ bình. Đó, hàng như thế nào em bọn em sẽ rửa đúng như thế cho mọi người, để mọi người có một cái gọi là đảm bảo nhất về cái chất lượng của củ sâm. Hoặc là nếu ai mà ở gần hoặc là có điều kiện muốn tự rửa, muốn tự gọi là khám phá hay là muốn tự trải nghiệm về cái vấn đề rửa củ nhân sâm mình xem là nó sẽ như thế nào, thì em cũng sẽ vẫn gửi tươi cho mọi người để mọi người có gọi là những cái trải nghiệm để rửa những củ nhân sâm mà đến từ núi Trường Bạch Trung Quốc nhá. Hàng thì luôn luôn được trồng ở những cái nền đất rừng, đất mùn, nên là cái độ tuổi của cao thì nó mới to được củ sâm lên như thế này, chứ còn không phải là cứ muốn to là thế nọ kia là được. Đó, người ta cũng phải chăm sóc ở một cái điều kiện rất là tốt. Đó, và củ sâm nó không phải là quá là lớn, quá là béo. Đó, như sâm Hàn Quốc thì cái củ nó tròn, nhưng cái hàng sâm trường bạch này này, hàng sâm mầm này, này là nó cũng thiếu ăn, thì nó phải ra rất là nhiều rễ, nó chia rất là nhiều đầu nhánh mầm ra để nó đi tìm ăn. Nên là cái chất lượng củ sâm nó cũng khá là cao, bởi vì dinh dưỡng của nó, để nó tích tụ dinh dưỡng và nó dồn dinh dưỡng vào củ rất là nhiều. Đó, nhưng mà trải nghiệm để ngồi rửa 1 cân sâm, 2 cân sâm này cũng rất là thú vị. Đó, mọi người lấy một cái bàn chải đánh răng rồi đánh rửa thì cảm giác mông củ sâm mọi người xếp ra trông nó cũng rất là thích mắt. Đó, đấy là dùng cái ấy. Và cái sâm mầm này ấy, như cái lứa sâm này này, thì mọi người có thể mua về cả để ngâm mật ong luôn nhé, hoặc là thái ra phơi khô. Mọi người có thể rửa sạch sau đó là phơi khô nguyên củ, hoặc là tán bột để ăn dần, hoặc là phơi khô luôn sau đó cất tủ lạnh. Mỗi một lần ăn thì mọi người dùng được khoảng tầm một củ, nửa củ này là mọi người có thể ăn được rồi. Nhưng cái hàng to này thì nửa củ, còn hàng nhỏ thì mấy hôm nữa em mới có. Hàng nhỏ thì khoảng từ 1 cho đến 2 củ. Đó, cái hàng nhỏ thì thời điểm này em chưa cho về, em chỉ cho về cái hàng to thôi. Đó, cái hàng nhỏ thì để ngâm bình
mini, bình nhỏ thì nó dễ uống và nó đẹp. Còn cái hàng này thì mọi người phải ngâm bình to. Đó, hàng của mọi người thì luôn 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 là hàng mới chứ không bao giờ có hàng cũ mọi người nhé. Đó, thì cái video này ấy, thì em cũng chỉ nói đến đây thôi. Đó, rất là cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi hết video của em. Kính chúc mọi người một ngày mới chủ nhật bên gia đình vui vẻ, những buổi tối bên gia đình hạnh phúc. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người video sau ạ.